Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Tân ở chợ gạo Tiền Giang. Hôm nay Tân có dựng một số cái mai tàn, một phần một cốt, đế đẹp, tàn tròn đều, giá thì mềm ha. Quý vị xem và vui anh Tân nhé. Quý vị nhớ bấm lên kênh, bấm chuông để nhận được thông báo video nhất từ kênh Mai Vàng Thanh Tâm nhé. Quý vị ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Chào anh. Chào anh, chào anh Tâm và mọi người, mọi miền đất nước. Dạ. Mến. Hôm nay có khu vườn mai vườn để phục vụ bà con cô bác đem may mắn về cho gia đình. Dạ. Rồi mình ship cho anh. Bao ship bao sống. Dạ. Rồi địa chỉ mình đâu anh? Thị trấn Chợ Gạo. Dạ. Thôi bắt đầu ra chiều cao ha. Đầu tiên là cây mai số mấy anh? 31. 31 ha. Tầm 36. Rồi. Hoành 17,5. Dạ, sang dòng ha. Đưa đại vô góc. Dạ, để bốn mặt luôn ha. Giá 650. Rồi, 650 ha. À, mình có sử dụng thuốc kích thuốc kích rễ rồi là con về đặt xuống trồng thôi. Dạ. Rồi, 32 ha. Cái cành đều nè. Đấy đây. Rồi. Vành 18. Rồi, anh xem dòng ha. Giá 850. Rồi, 850 đi ơi. Vành to giá nhỏ ha. Vì nhanh tay chọn lẹ. 33. Dạ, 33. Cái này đế bàn đều ha, củ nở nè. Mặt nào cũng có rễ luôn. Rồi. Vành 17. Anh xem dòng ha. Củ nở để kha đế. Tiền bên đây. Giá 750. Rồi 750 đi anh. Cục ban ship toàn quốc. Là may mắn về gia đình mình. Dạ. Cục 34. Rồi. Tôi để em đưa sắp xác vô. Dạ dạ. Để đây ha. Nơm quái luôn. 127. Dạ. Vành 16. Dạ, anh sang dòng luôn. Giá 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn dây. Rất mềm luôn. Cũng bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi. Vành 17. Xe dòng ha. Đế bàn luôn. Giá 600. Rồi 600 ngàn dây. Vành to giá nhỏ ha. Chị nhanh tay chọn lẹ. 36. Rồi. Tay cành đều. Đế đẹp luôn. À. Tầm 32. Rồi. Vành 16. Rồi 16. Giá 700 ngàn. Ha. Rồi 700 ngàn dây, có ngay một cây đế đẹp luôn. Rồi nhanh tay chọn lẹ. 37. Dạ. Đây bốn mặt luôn ha. Định ngang rồi. 17,5. Xoay vòng luôn. Giá 650. À, chỉ có hết 650 ha. Khai thác thì để chưa giữ. Dạ. Đây, mặt 8, một thân một cốt. Cái bàn đẹp ha. Đây. Mặt nào cũng có ghế nè. 38. Rồi. Yếu 17. Dạ.
giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn nha. Nó nghe một cây đây đẹp luôn, bắp xít toàn quốc. 39. Dạ. Một thân một cốt nè. Dán trực tàng thông. Rồi. Bằng 15 xe dòng luôn ha. Giá 600. Rồi, 600 ngàn dây. Bằng đều quá. Dạ. Rồi, 40. Lấy 4 mặt luôn ha. 130. Rồi. Quanh 16. Xe dòng luôn. Giá 600. Rồi, 600 ngàn kia ơi. Cũng bao ship toàn quốc. Dạ. Đấy đều bốn mặt cũ nở ha. Hơi nơm nè. Rồi. 17,5. Xoay vòng luôn. Giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn nha. Đem may mắn thì anh Đơn Tân ha. Rồi, tiếp theo anh. Rồi, 42, để bàn luôn. Mặt nào cũng có rẻ ha. Trăm 35. Rồi. Yếu 18. Xem dần luôn. Giá 750. Rồi, 750 chứ dây. Cái này mình có con cành, con ngọn hết. Tại yeah. Giờ bụi điện nó mới cho đi ngoài 1 chút rưỡi. Cành con bớt lại. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, 42. Cây này gốc khủng luôn. Đây, 4 mặt luôn ha. Cũng nở. 28. Rồi. 19. Giá 800 ngàn. Rồi, chỉ có 800 ngàn ha. Có ngay một cây đế đều 4 mặt luôn. Bọc ship toàn quốc. 4. Rồi, 44. Cũng nở ha. Để bốn mặt luôn, nơm quái. 135. Rồi. 14,5. Giá 500 ngàn. Rồi, 500 ngàn ha, rất mềm luôn. À, người nhanh tay tròn lẹ. Đem may mắn về gia đình mình. Rồi, 45. Tay cành đều, cũng một thân một cốt. Đấy, nơm, bốn mặt đều. Đấy, khủng khiếp luôn ạ. 14. Rồi. Yếu 17. Rồi, xem dần luôn. Giá 850. Dạ, 850 ha. Giá mềm luôn. 46. Rồi, 46. Đưa lại cho con rẻ này đều dưới. Cái bàn đều ha. Đó, 4 mặt luôn. 28. Rồi. Quanh 15. Rồi, anh xem dòng luôn. Giá 650. Rồi, 650 ha. Có ngay một cây đế đẹp nè. Bọc ship toàn quốc. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tân ha.
7 lên nơm luôn bốn mặt. Rồi. 17. Dạ 800 ngàn. Dạ 800 ngàn ha. Con ủng hộ giùm. Để may mắn thì gia đình mình có sử dụng thuốc kích rễ bà con về là đặt xuống tầm. Rồi, tiếp theo anh. Lấy bàn của mặt luôn, mặt nào có ghế ha. 134 rồi. 15 xây dòng luôn. Giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn kia. Cái này thân lắc ha, dáng siêu. Cái cành khá nè. 49. Đế thì bốn mặt. 124. 17. Rồi, xây dòng đi. Giá 700 ngàn. À, 700 ngàn ha. 1 cốt. Để bốn mặt luôn. Cũng nở. 30. Rồi, là cành đều tặng tròn. 6,5. Sang dòng ha. Giá 750 ngàn. Rồi, 750 nha. 51. Dạ. Tay cành đều có 1 phân 1 cốt đế vàng luôn. 130. Rồi. 18,5. Sang dòng đế ha. Giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn đi ơi. 52. Đế lực ha, cũng to, cũng bốn mặt đều. 28. Rồi. 16,5. Xây dòng đế lực. Giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn chơi. Bao ship toàn quốc. 53. Rồi, 53. Lấy bàn bốn mặt luôn. 22. Rồi. 17. Giá 600. À, 6 ngàn ha. Bao ship toàn quốc. 54. Rồi, 54. Rồi. 17. Giá 750. À, 750 ha. Đem ủng hộ giùm, đem may mắn về gia đình mình. 55. 5 bàn luôn, 4 bàn. 9. 19, giá 800 ngàn. À, 800 ngàn ha. Rồi, tiếp theo luôn anh.
6 cũng nở để nơm quái. Tầm 29 rồi. Mười bảy, giá 750. Dạ, 750 ha. Đây quái luôn. Rồi. Mười sáu. Xem dòng ha. Giá 450. Rồi 450 đi ha. Rất mềm luôn. Thử ngăn tay chồng lại ha. 58. Đây bốn mặt. Rồi. 4,5. Giá 600. À, chỉ có 6,000 ha. Vì nhanh tay tròn lẹ. 59. Rồi, 59 một thân một cốt. Tay cành cũng khá đều này. Đế khá đế luôn. Còn to lực. Rồi. Mười sáu. Giá 650. Dạ, 650 ha. Bắp ship toàn quốc. Sáu mươi. Lấy bàn đều. Mặt này cũng có ghế này, cũng nở luôn. 28. 15,5. Giá 650. À, 650 ha. Cái hàng cây đấy đẹp luôn, vì nhanh tay toàn lẹ. 61. Cái cành cá bốn mặt luôn, nơm quái. 31. Rồi. 17. Giá 700.000. Dạ, 700.000 ha. Có con trà, con trầm với con ngọn. Lấy giờ. Đây ơi. Cái này đụng nút nha lắm ha. Cao 1,5 đây. Dạ. Rồi. Giá 750. Dạ, 750 ha. 63. Rồi, 63. Cụ nở nè, để lực. 31. Rồi. 16. Giá 650.000. Dạ, 750 ha. 64. Rồi, 64. Lấy bàn đều. 123. Rồi. Yếu 16. Bốn mặt. Mặt nào cũng có ghế. Rồi, chuyển 600.000 nha. Cũng bao ship toàn quốc. 64. Dạ. Ủa, sao đó sao 4 này, sao 4 nữa?
xe này 65 đi. Con xe này 66 đi. Số mấy anh? 66 ha. Đây, để đây. Rồi, chị cá luôn anh. 120. Rồi. Quanh yếu 17. Đây bốn mặt luôn, nôm quái. Giá 750. Dạ, 750 ha. 66. Này 65 ha. Rồi gặp đưa vô rồi. 133. Rồi. Cũng nở nè. 15. Giá 650. À 650 ha, lấy bốn mặt luôn. Nôm quái. Dạ. Rồi anh có gửi lời gì không anh? Không, bà con cô bác trên mọi người đang đứng ủng hộ dùm, đem mai về nhà cũng như đem mai nắng về gia đình mình. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn anh Tân nhiều ha, cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Tân. Và bây giờ mình cũng tạm dừng tại đây nhé. Hãy như like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.